Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phẩm thứ 8. Các vua Diêm La khen ngợi. 1. Diêm La Vương cùng Quỷ Vương vân tập. Lúc đó, trong dãy núi Thiết Vi có vô số vị đại quỷ vương cùng với vua Diêm La đồng lên đến cung trời Đao Lợi, đến chỗ của Đức Phật. Các vị quỷ vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điện Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Hòa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Súc Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Anatra Vương, Đại Anatra Vương, những vị đại quỷ vương như thế vân vân, cùng với trăm nghìn tiểu quỷ vương. Cả thảy ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có phần chức trách, đều có phần chủ trị. Các vị quỷ vương đó nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời Đao Lợi, đứng qua một phía. 2. Vua Diêm La bạch Phật. Bấy giờ vua Diêm La quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mới được lên đến cung trời Đao Lợi này, mà cũng là vì chúng con đặng phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi mong Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây ở trong sáu đường, dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc tội khổ, Ngài không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có sức thần thông chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại trở vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức thần thông chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu quay về đường lành để được giải thoát mãi mãi. Ba Phật giảng sở nhân. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tánh tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây trong trăm nghìn đời đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng nó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa, cùng hùm, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người lạc đường đó, ở trong con đường hiểm, chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức, hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể ngăn trừ các sự độc hại, cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa, cùng các loài ác độc. Chợt gặp người quên lạc đường kia, đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn đó, bèn vội bảo rằng: Ô hay, này ông kia, có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ đây là con đường hiểm nạn, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt dẫn người lạc đường đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt, làm cho được an vui, rồi bảo rằng: Này người lạc đường, từ nay về sau, chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường ấy, ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm: Nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi trên đường, hoặc trai hay gái, thời ông nên bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng, chớ để họ đi vào chỗ chết. Vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt tất cả chúng sanh mắc tội khổ.
muốn cho chúng nó được sanh lên cõi trời, cõi người để hưởng những sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ rõ biết con đường khốn khổ mà mình đã từng xa lạc rồi, nên khi được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quên đường kia, lạc vào đường hiểm, gặp vị thiền tri thức dẫn dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là người quên đường nên đi lạc vào con đường hiểm đó. Nay đặng thoát khỏi rồi, trọn hẳn, không bao giờ còn quay vào đó nữa. Nếu như còn đi vào đường ấy nữa, thời là còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện, làm cho được thoát khỏi, sanh lên cõi trời, rồi cũng trở vào ác đạo nữa. Nếu như người nào kết nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi trốn địa ngục, không lúc nào mong được thoát khỏi. 3. Quỷ vương bày thiện nguyện. Lúc bấy giờ, ác độc quỷ vương chắp tay cung kính mà thưa cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng, hoặc có vị làm tổn hại cho người, hoặc có vị làm lợi ích cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến chúng con đi qua thế giới, ác nhiều lành ít, đi qua sân nhà người, hoặc thành ấp, xóm làng, trại vườn, bùn nhà, như có người trai kẻ gái nào tu được chút phước lành, chừng bằng mảy lông, sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một bảo cái, chút hương, chút hoa cúng dường, hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh, đốt hương, cúng dường, một bài kệ, một câu kinh. Thời chúng con làm lễ người ấy như kính lễ các đức Phật, thuở quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn cùng những kẻ có phần chức trách trong cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho những việc giữ cùng sự tai nạn bất kỳ, bệnh tật hiểm nghèo thình lình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của nhà đó, huống nữa là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: Hay thay, tốt thay, các ông cùng với Vua Diêm La có thể hỗ trợ những người thiện nam, kẻ thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương, Đế Thích hộ vệ các ông. 5. Chủ mạng trình thưa. Khi Đức Phật nói lời trên ấy vừa xong, trong Pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của mọi người đây, ở trong cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử, con đều coi biết đó. Cứ theo nơi bổn nguyện của con mà thực hành, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng do hàng chúng sanh không hiểu ý của con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế? 6. Khi sanh nở nên làm lành kiêng ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc sắp sanh ra, hoặc con trai hay con gái, thời chỉ nên làm việc phước lành, giúp thêm lợi ích cho nhà cửa, thời thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sanh rồi, chớ có giết hại sanh vật, để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sẵn mẫu ăn, cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca sang, đờn sáo. Nếu làm những việc như trên đó, có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì trong lúc sanh sản nguy hiểm đó, có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con, sớm đã sai các vị thần linh, xá trạch, thổ địa, ủng hộ mẹ con người ấy, làm cho đều đặng an vui, mà cũng đặng nhiều lợi ích lớn. Người ấy thấy mình được an ổn, đáng lẽ phải nên tu tạo phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, trái lại giết hại loài sanh vật, hội họp thân quyến, vì lẽ này đã phạm tội, tất phải tự chịu lấy quả báo, mẹ con đều tổn. 7. Lúc chết nên tu phước. Lại người trong cõi Diêm Phù Đề, lúc sắp lâm chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa vào chốn ác đạo, huống gì là những người lúc sanh tiền đã từng tu tạo phước lành, giúp thêm oai lực cho con. Bạch Đức Thế Tôn, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ, hoặc hóa làm người thân quyến, dắt dẫn thần hồn người chết, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo, huống gì là người chết đó lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử, nữ nhân lúc lâm chung
Thời thần thức hôn mê không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết. Hàng thân quyến của những chúng sanh đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, hoặc đọc tụng tôn kinh, hoặc niệm danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát. Thời những nghiệp tội của người chết đó mới mau đặng giải thoát. Các thứ ma quỷ, ác thần thảy đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả những chúng sanh nào lúc lâm chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hoặc nghe một câu, một bài kệ kinh điển Đại Thừa, còn xem xét, thấy những người đó trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải bị sa đọa vào chốn ác đạo, liền đặng giải thoát cả. 8. Đức Phật căn dặn, Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng, ông vì có lòng đại từ nên phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử như thế, như về trong đời sau này, có người nào sau khi mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho được giải thoát, mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đều làm cho được an vui cả. Chỉ trong mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử, có thể tin lời con nói trên đó, thời sẽ mau đặng giải thoát. Chính Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, vị đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây, trong 100.000 đời đã từng làm vị quỷ vương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bậc Bồ Tát đại sĩ. Vì lòng từ bi, phát nguyện hiện thân đại quỷ, chớ thiệt thời không phải quỷ, quả 170 kiếp sau. Ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ, thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó, không thể nghĩ bàn được như thế, hàng trời cùng người được vị ấy độ thoát, cũng đến số không thể hạn lượng. Ha ha ha,